hai tà kiến chấp thường kinh văn a nan thị tam ma trung chư thiện nam tử ngưng minh chánh tâm ma bất đắc tiện cùng sanh loại bản quán bì u thanh thường nhiễu động nguyên cư viên thường trung khởi kế độ giả thị nhân trụy nhập tứ biến thường luận Việt dịch A Nan các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề tránh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá, trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng vi tế kia, trong đó nếu khởi tâm chấp trước là tánh viên thường thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường giảng a nan các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt hành giả trong lúc thiền quán tránh tâm đứng lặng sáng trong tránh tâm của hành giả có được trí tuệ từ năng lực của thiền định nên thiên ma không có cơ hội quấy phá bây giờ thiên ma không còn có thể dùng ma thuật để nhiễu loạn hành giả được nữa nhưng thỉnh thoảng từ trong hành ấm lại hiện ra một loại biến hóa khiến cho hành giả khởi vọng niệm tà ý đây gọi là ma sinh từ trong tâm là một loại ma sinh khởi từ trong tâm của chính hành giả. Trong khi quán sát sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành giả xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng u uẩn kia. Anh ta quán sát tánh chất của manh mối cực kỳ u uẩn của tất cả mọi loài chúng sanh, nơi ấy anh ta thấy được một sự lăng xăng nhiễu động thường xuyên rất vi tế trong đó nếu khởi tâm chấp đó là tánh viên thường thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường anh ta có thể sẽ phát khởi một thứ tả kiến một loại suy lường sai lạc nên rơi vào bốn quan niệm biến thường bốn thứ luận biến thường là gì